Đây là thịt heo, thịt ba chỉ. Mình đã cắt ra rồi. Bây giờ mình bỏ vô mình rang nha. Đây là củ nén. Bây giờ mình bỏ vô nha. Ớt. Múc ra. Đây là cả ngừ hấp. Bây giờ mình bỏ vô, mình chiên sơ. Cá ngừ hấp mình chiên sơ như vậy là được rồi. Thịt ba chỉ này mình đã chiên sơ này, giờ mình bỏ vô nha. Bây giờ mình đổ nước sôi vô mình nấu. Sả mình đã đập dập rồi, giờ mình bỏ vô. Cà đắng mình đã cắt ra ngâm muối, rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình bỏ vô. Đây là củ nén mình mới giã này, bây giờ mình bỏ vô. Đây là ớt mình mới cắt ra này, bây giờ mình bỏ chung vô luôn. Muối. Bây giờ mình nêm gia vị cho vừa ăn nha. Bột ngọt. Cà đắng kho thịt mình đã kho xong rồi. Bây giờ mình múc răng cơm nha. Mềm. Mình thích ăn cà, chủ yếu cà. Cà. Thích ăn cà đắng. Cà thịt
hấp dẫn không cả nhà? Hello, xin chào cả nhà. Cà đắng kho thịt này, xin mời cả nhà cùng dùng cơm với mình nha. Chuột dẻo ngon lắm cả nhà ơi. Dẻo ngon thiệt. Mình nấu như vậy á, chất ngọt trong cá với chất ngọt trong thịt á thấm ra cả đắng nè. Ăn ngon. Cái đắng này dẻo, đắng, đắng còn đắng vừa chứ không đắng lắm đâu. Thịt nè, xin mời cả nhà cùng dùng thịt với mình nha. Thịt heo mình rang đi, mình bỏ vô mình nấu như vậy nè, nấu cho thịt với cá mềm ra nước ngọt. Cá mình cũng chiên sơ đây nè cả nhà thấy không? Đó, cá mình cũng chiên sơ nè. Màu đẹp không? Rồi mình bỏ mình nấu cho ra chất ngọt, rồi mình mới bỏ cá đắng vô mình nấu. Tại cá mình không có dầm ra, mình để nguyên mình để cả miếng vậy nè, nó ăn nó ngon. Món này phải có củ nén nha. Còn gọi là hành tâm á, nấu những cái món này mà không có củ nén là dở lắm, không có ăn không có ngon đâu. Mình ăn muốn hết cà rồi, thịt và cá còn à. Cá ngừ nấu với cá đắng ngon, nhưng mà ngon nhất là cá cơm. Cá cơm nấu là ngon nhất. Thịt ba chỉ mềm ngon, thơm mùi củ nén, thơm mùi xả, hấp dẫn quá. Này thiêu lá é, mùa này trời nắng quá lá é khô hết rồi, mình mới trồng mới lên chút xíu à. Còn cá mình ăn mới có miếng à. Nhớ không? Này cà chủ yếu là cà, chất ngọt trong cá với thịt rang thấm ngoài cà ăn ngon quá. Cá còn ăn thêm miếng thôi, còn lại để dành. Ăn thêm miếng cá nữa. Wow.
Cá đắng này nấu rất hợp với cá cơm khô, cá hấp, cá biển, cá hấp. Thế mà cá mà ngon nhất là cá cơm, cá ngừ. Ngon quá. Còn lại miếng này để dành chiều ăn. Còn ở trong son chiều mình múc cho anh mà ngát. Bữa cơm trưa của mình đến đây đã kết thúc. Xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video mới nhất nha. Bye bye.